Ý của Tam ca là muốn đi học kiếm pháp của Vô Trần đạo trưởng trước. Đệ là hậu nhân của Hồ gia, tất nhiên phải học đao pháp của Hồ gia. Nhưng võ công thiên hạ là một nhà, bất kể là đao thương hay kiếm kích, về nguyên lý phòng thân hay là tấn công, chúng đều như nhau. Nếu cùng luyện đao kiếm thì sẽ càng hiểu rõ chiêu thức của cao thủ kiếm thuật. Sau này lấy kiếm làm đao, lấy đao làm kiếm, kẻ địch sẽ càng không thể đoán được sự biến hóa chiêu thức của đệ. Nhị ca Vô Trần đạo trưởng ngoài nổi tiếng giang hồ với truy hồn kiếm pháp, thì uyên ương liên hàng thối pháp của huynh ấy cũng đứng đầu võ lâm. Mai này đệ cứ từ từ thỉnh giáo huynh ấy. Còn nữa, hai vị hắc bạch vô thường mà hôm đó đệ gặp, đệ đừng thấy hai người họ diện mạo bình thường, trên giang hồ ai nghe thấy tên của họ cũng đều sẽ khiếp sợ. Bởi vì tuyệt học của họ chính là chưởng pháp. Một người luyện hắc sa chưởng, một người luyện chu sa chưởng, song chưởng hợp bích chắc chắn sẽ làm cho kẻ địch mất mạng. Cho nên mới gọi họ là vô thường. Người ta còn gọi là Tây Xuyên song hiệp. Hai huynh đệ này ngoài có chưởng pháp lợi hại thì khinh công của họ cũng là thiên hạ vô song. Dù địch xoay xong một vòng là một chưởng lấy mạng họ ngay. Tiếp theo là bôn lôi thủ của tứ đương gia Văn Thái Lai, càng mạnh mẽ vô địch hơn. Chưởng lực của huynh ấy nhanh như sấm chớp, có uy lực vô cùng. Huynh ấy đã dùng song chưởng đánh lui kẻ địch Trương Triệu Trọng. Chưởng lực đó có thể đánh nát lục phủ ngũ tạng của kẻ địch. Cuối cùng chính là đao pháp của nhà đệ. Đệ có thể thỉnh giáo Văn Tứ Tẩu của đệ. Lạc Băng nổi tiếng với uyên ương đao pháp, các chiêu thức liên tục không có kẻ hở. Tam đương gia, Tam đương gia. Phỉ Nhi, Tam ca huynh đã về. Thích ca, Phỉ Nhi, xem ra trong khoảng thời gian Tam ca đi, đệ đã tiến bộ không ít, đều là nhờ các vị đương gia chỉ dạy. Nhất là từ Thích ca, huynh ấy đã dạy cho đệ rất nhiều điều. Mọi người đều rất tốt với đệ, cộng với Hồ gia đao phổ của cha để lại, bản thân đệ cũng thấy mình tiến bộ rất nhiều. Thực ra người đệ nên cảm tạ nhiều nhất đó là Tam ca. Đệ có được thành quả như ngày hôm nay đều nhờ tấm lòng của Tam ca, giúp đệ học được các sở trường của các phái và kết hợp lại với nhau. Nhưng cũng phải dựa vào bản thân đệ, chỉ cần đệ chịu khổ luyện thì chắc chắn có thành quả. Trừ Bán Sơn huynh đã không nhìn lầm người, đệ quả là người có tài. Nhưng mà đệ phải trải qua khảo nghiệm mới được. Khảo nghiệm? Huynh nhận được tin, ngày mai Phúc Khang An sẽ đi ngang qua đây. Huynh muốn đệ đi hành thích hắn. Hay quá, đệ ghét nhất cái tên gian tặc háo sắc đó. Tốt, chiều tới ngày mai đệ hãy đợi hắn ở bờ hồ. Sao không có tùy tùng đi theo Phúc Khang An? Chắc là đang núp ở đâu đó, âm thầm bảo vệ hắn. Phỉ Nhi, không được vô lễ. Phỉ Nhi, đây không phải là Phúc Khang An, huynh ấy là Trần Tổng Đà Chủ của Thiết Hoa Hội chúng ta. Trần Tổng Đà Chủ, không sai. Người vừa đánh với đệ là Trần đại chủ của Thiết Hoa Hội chúng ta, Trần Gia Lạc. Tại sao Trần đại chủ và Phúc Khang An là cùng một người? Sao là cùng một người được? Chẳng qua Trần đại chủ của chúng ta và Phúc Khang An giống hệt nhau thôi. Xin lỗi Trần đại chủ, đệ không hổ là con trai của Hồ Nhất Đao, không làm ô danh của cha đệ. Hồi ta trạc tuổi đệ, võ công không bằng đệ đâu. Phỉ Nhi, không có mấy ai được giao đấu vài chiêu với Trần đại chủ đâu. Phỉ Nhi, đệ giỏi lắm. Ta thấy Phỉ Nhi là một kỳ tài học võ.
Cho nên ta muốn đưa hắn đến chỗ của sư phụ ta, Thiên Trì Quái Hiệp Viên Sĩ Tiêu, để học võ. Không biết là các vị thấy được không? Được quá Trần đại chủ. Vĩ Nhi còn không mau đa tạ đi. Đa tạ tổng đại chủ. Ta thấy không nên chậm trễ, chỉ bằng ngày mốt chúng ta lên được. Còn mùi tanh của máu, vừa đánh xong không lâu. Vào trong xem, coi chừng có mai phục. Kẻ địch đến đánh lén, ta và Phỉ Nhi ra ngoài nghênh địch, hãy cẩn thận. Xem ra sư phụ không sao, để ở đây, ta ra ngoài tìm sư phụ. Tên họ Từ, chẳng phải người có danh xưng là võ gia cát sao? Sao lần này ngươi trúng đao của ta hả? Ngươi có võ công cao nhưng đi làm tay sai cho triều đình, thật là đáng tiếc. Được, nếu ngươi đã nói vậy, ta sẽ cắt mũi của ngươi xuống trước, tiếp theo là chặt tay chặt chân của ngươi, sau đó lấy đầu của ngươi làm banh đá. Muốn giết cứ giết, từ thiên hoàng ta mà thốt ra lời nào thì không phải là hảo hán. Ngươi khờ như vậy, ta thật lòng không nỡ giết ngươi. Vậy ngươi muốn gì? Đệ đã nói rồi, đệ muốn gặp huynh một lần. Lần này huynh đã mắc bẫy của đệ rồi. Ngươi là... Không được làm bậy. Còn không mau xin lỗi thất ca. Thất đương gia, đệ chỉ đùa với huynh thôi, đệ xin lỗi huynh. Đệ là Hồ Phỉ đây. Đệ là Hồ Phỉ. Đúng rồi. Hảo tiểu tử, cao lớn đến vậy rồi sao? Sao vậy thất ca? Đệ xấu hơn hay là tuấn tú hơn mà huynh nhìn đệ chằm chằm vậy? Vậy mà huynh không nhận ra đệ. Khách quan, ngài đến dùng bữa à? Phải. Ngài cứ tìm đại chỗ nào ngồi đi. Khách quan, ta phải nói rõ cho ngài biết, giá tiền ở lầu 2 khác với lầu 1. Miệng thức ăn ngon, giá cả mắc một chút cũng không sao. Trên bảng hiệu để là anh hùng lầu, nhưng đối đãi với người nghèo như vậy, ta không ăn cho các người sập tiệm thì Hồ Phỉ ta đã uổng làm anh hùng. Trả con lại cho ta. Có chuyện gì vậy? Trả con lại cho ta. Phụng lão gia, ông sống thọ 100 tuổi, phú quý có đủ. Ta xin dập đầu lạy ông. Xin ông trời có mắt phù hộ cho ông. Ông trời hãy phù hộ cho Phụng lão gia. Ngày thu về một đấu vàng, đêm thu về một đấu bạc. Đại phú đại quý, con đàn cháu đóng. Đang hát tuồng đó hả? Điên hả? Muốn điên thì về nhà mà điên. Đừng có đứng trước cửa tiệm của ta giở trò, làm mất hết nhã hứng uống rượu. Xử lý bà ta đi. Đi mau. Đi về đi. Tiểu tam tử của mẹ còn chết thê thảm quá.
Ông trời ơi, ông không có mắt. Tiểu tam tử không có ăn cắp ngỗng của ông. Phụng lão gia đã không ăn cắp ngỗng của ông ăn. Phụng lão gia, Phụng lão gia lần này thật quá đáng, ép chết con người ta. Chỉ e sau này ông ta bị quả báo thôi. Đi thôi. Phụng lão gia, đừng cho người ta biết là ta đã nói nha. Nếu ông không muốn nói thì ta kêu ông ấy nói đó. Ta nói. Tiểu gia, Phụng lão gia tên là Phụng Thiên Nam. Ông ta là đại tài chủ Phật Sơn, có biệt hiệu là Nam Bá Thiên. Phụng lão gia có mở một tiệm cầm đồ lớn ở Phật Sơn, tên là tiệm cầm đồ Anh Hùng. Ông ta còn mở Tửu Lầu, chính là Anh Hùng Lầu. Và còn mở Sòng Bạc lớn, tên là Anh Hùng Hội Quán. Ông ta có tiền có thế, kết giao rộng rãi, võ nghệ được xem là đứng đầu ở Quảng Đông. Hàng tháng ba nơi Việt, Đông Việt, Tây Việt, Bắc mang ngân lượng tới hiếu kính ông ta. Nghe nói ông ta là trưởng môn nhân của phái Ngũ Hổ. Phàm là huynh đệ nào của phái Ngũ Hổ ở các nơi phát tài thì đều phải trích một phần cho ông ta. Còn chuyện giang hồ thì ta không rõ. Ta hiểu rồi. Tên này thực chất là một tên cường đạo ngồi không hưởng lợi. Là đại tài chủ gì chứ, chỉ là một tên ác bá. Phải phải, cũng giống ta. Nhưng mà hai ông yên tâm, ta và tên lão gia họ Phụng không có giao tình gì. Hai ông có tốt thì cứ nói tốt, có xấu cứ nói xấu. Bác đế gia gia, con trai của con không hề ăn trộm ngỗng của người ta. Nó mới có 3 tuổi thôi, vẫn chưa biết nói rõ ràng. Cả nhà tiểu phụ nhân có mối oan khó bày giải, chỉ đành nhờ Bắc đế cha cha rửa oan giùm thôi. Có chuyện này thật sao? Đều là sự thật. Tiếp theo thế nào? Chuyện tiếp theo không liên quan tới ta. Nói mau, cậu bé tiểu tam đó rốt cuộc thế nào? Tất nhiên là chết ngay tại chỗ. Trong bụng cậu bé không có thịt ngỗng, chỉ có thịt ốc thôi. Nhà Chung A Tứ rất nghèo, trong nhà không có gì ăn. Hai đứa nhỏ đã xuống ruộng mò ốc ăn. Thịt ốc rất dai, nên tiểu tam tử ăn đã nửa ngày vẫn chưa tiêu hóa. Nó nói ăn ngỗng, thực tế là ăn ốc. Một đứa bé tội nghiệp đã chết trong miếu Bắc đế. Sau đó Chung tứ tẩu cũng đã bị điên. Tên họ Phụng hắn ở đâu? Đánh chết hắn! Các người không được đánh con ta! Các người không được đánh con ta! Đã chứng minh cậu bé không trộm ngỗng, tại sao còn bắt người? Phụng lão gia nói tiểu tam không có ăn thì tiểu nhị ăn, vì vậy bắt nó về để tra khảo. Xem ra tiểu nhị tử cũng khó thoát khỏi kiếp số này. Hai ông chủ nói rất rõ ràng, ta miễn cho hai ông 1 vạn lượng bạc, ta đi mượn Phụng lão gia số bạc đó. Tên tiểu tử, ngươi từ đâu đến? Cả càng tới đây kiếm chuyện, đánh! Tránh ra, tránh ra! Đánh cho ta, đánh mau! Xem ra người hôm nay tới đây là cao thủ. Thứ cho Phùng Mỗ có mắt không biết Thái Sơn. Thì ra ông cũng họ Phụng. Vậy Phụng Thiên Nam là gì của ông? Phụng Thiên Nam? Phụng lão gia là đại ca của ta. Ngươi quen huynh ấy sao? Không quen. Đi gọi ông ta tới đây gặp ta, cho hỏi tôn kính đại danh, để ta đi báo giùm ngươi một tiếng. Ta họ Bác, chữ Bác trong nhổ lông gà. Họ Bác, Bác gia, hàng hiếm thường rất quý. Phương Nam rất ít ai họ này. Phải, tục ngữ nói rất đúng, hàng hiếm thường rất quý. Nói một cách khác là Long Phụng Sừng Lân, cho nên tên của ta là Phụng Mao. Họ tên đầy đủ là Bác Phụng Mao. Ngươi rốt cuộc là ngươi muốn gì? Ngươi có ý gì? Ta nghe nói Phật Sơn có một con ác phụng. Ta tên là Bác Phụng Mao thì ta phải nhổ vài cọng Long Phụng mới được chứ. Chưa
chưa gì đã quỳ xuống rồi sao? Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, anh hùng có gì sai bảo cứ việc nói, chỉ xin tha mạng cho tiểu nhân. Vậy sau này ông còn dám làm ác để giúp cho Phụng Thi Nam nữa hay không? Không dám, không dám. Thôi được, hôm nay ta đãi khách, tất cả tiền ăn uống đều ghi sổ cho ta. Đi, đi lấy rượu ngon nhất ra đây, làm những món ăn ngon nhất chuẩn bị đón khách. Các vị, hôm nay tiểu đệ đãi khách, mọi người muốn uống rượu thì cứ việc uống, muốn ăn món gì thì cứ việc gọi. Nếu bọn họ tiếp để chậm trễ thì ta sẽ châm lửa đốt cái tử lầu này. Hay lắm. À phải rồi, tiệm cầm đồ ở đâu? Ta muốn đi cầm 10 con ác cẩu này. Đi thẳng hướng này quẹo phải là tới ngay. Đa tạ. Anh hùng tới cầm chó đây. Cầm cái gì? Ông không có mắt hay là không có lỗ tai? Ta tới cầm 10 con ác cẩu, một con 1.000 lượng, tổng cộng là 1.000.000. Mối làm ăn này có lợi cho ông rồi đó. Quy tắc của tiệm cầm đồ là không nhận cầm đồ sống, mong ngài thông cảm cho. Nếu không cầm chó sống, vậy thì ta cầm chó chết vậy. Dù gia sư, ông còn ở đó nói nhảm cái gì vậy? Mau nhận đi, nếu không ta sẽ mất mạng cho coi. Mời ngài vào trong ngồi chờ một lát, ta phải đi thông báo. Vào trong uống tách trà trước đã, đợi ta làm chó sống thành chó chết mới vào uống trà của ông. Khách quan, mau lấy ngân lượng ra, mau lấy ngân lượng ra, dánh lên, dánh lên. Có biết đây là đâu không? Có biết tiệm cầm đồ này là do ai mở không? Ta cầm mà. 10 con ác cẩu là 1.000.000 bạc. Còn người quản lý tiệm cầm đồ ông nữa, đường đường là một người quản lý tiệm cầm đồ anh hùng, dù sao cũng phải đáng giá hơn 1 con ác cẩu, đúng không? Ít nhất cũng phải 5.000 lượng bạc. Bao đi lấy ngân lượng ra, nhanh lên. Là tên nào đã ăn cam hùm mật gấu, dám tới địa bàn của Phụng lão gia gây chuyện vậy hả? Thì ra là 2 con ma cờ bạc, cộng thêm 2 con ma cờ bạc cũng là 5.000 lượng bạc, tổng cộng là 2.000.000 bạc. Bao đi lấy ngân lượng ra đi, nhanh lên. Còn chuyện này ông làm luôn cho ta. Ngài còn sai bảo chuyện gì? Viết giấy cầm đồ cho ta đàng hoàng. Nhớ cho kỹ, hôm nay cầm 9 tên gia đình Phụng phủ, 1 tên trưởng quỹ, 1 quản lý tiệm cầm đồ. 2 con ma cờ bạc đều bị trầy xước, tay chân bị thương, cầm 2.000.000 bạc, tiền lãi 1 phân 1 năm. Mang giấy cầm tới chuột lại, nếu bị côn trùng cắn xé, chiến tranh làm hư hại, đó là ý trời không được tranh luận. Thời hạn 3 năm, không được bán cho người khác. Nhanh lên. Đại gia, giấy cầm đồ của ngài đây. Hai người nghe đây, bây giờ bổn thiếu gia muốn tới sòng bài để xem qua. Hai người khi ngân lượng của bổn thiếu gia, dẫn ta đến đó. Vì đại gia đây họ gì? Ta họ Bác, tên là Phụng Mao. Người đâu? Đặt cược. Mời. Nhà cái, có giới hạn tiền cược không? Cả tỉnh Quảng Đông này, ai mà có biết sòng bài của Nam Bá Thiên không bao giờ giới hạn tiền cược. Có bản lĩnh thì cứ đặt rừng vàng biển bạc, đều chung được hết. Được, rất có khí thế. Trương Gia Rắn, đặt lớn cho ta 1.000 lượng bạc. Thắng rồi kìa, lợi hại quá. Mời. 2.000 lượng đặt nhỏ.
Lại thắng nữa. Người này giỏi thật đó. Lão gia, có chuyện gì mà hớt ha hớt hải vậy hả? Có người tới quậy phá. Có chuyện này sao? Dạ phải. Kêu Minh Nhi đi xem đi. Dạ. Lão Phùng gia, trong phủ có chuyện gì sao? Có cần giúp tôi giúp hay không? Chỉ là chuyện nhỏ, không cần làm phiền tới hai vị. Ta đã sai người gọi Minh Nhi đi xử lý rồi. Nào nào, chúng ta uống rượu. Cạn. Mời. 2 vạn lượng đều đặt lớn. Đặt xong rút tay. Mở. Khoan đã, ta đã đổi ý. 2 vạn lượng đặt nhỏ hết. Mở đi. Mở đi. Mở đi. Mở đi. Mau chung 2 vạn lượng bạc đi. Trương Gia Rắn, ông dám dẫn người tới gạt tiền của Phụng lão cha. Ông làm vậy là sao? Đừng có nói nhiều nữa, mau chung tiền đi. Người chỉ gian lận, dám tới địa bàn của Phụng lão cha gây chuyện. Người chán sống rồi hả? Ông đập bàn cái gì chứ? Vậy hai chúng ta hãy chơi đập bàn. Là vị hảo bằng hữu nào ghé thăm Phật Sơn, Phụng mổ không nên đón từ xa. Mong hãy lượng thứ cho. Xin lượng thứ. Cho hỏi tôn tính đại danh của các hạ. Người nói trước đi. Tiểu đệ họ Phụng. Vậy nghe còn được. Tại hạ họ Bác, tên là Phụng Mao. Chẳng hay lão huynh gọi Phụng Thiên Nam là gì? Đó là gia phụ. Gia phụ được biết Bác gia ghé thăm, đáng lý phải đích thân nghênh đón. Không may là có việc quan trọng, cho nên lệnh cho tiểu đệ đến nghênh đón. Mời đến hàng xá để uống một chung rượu nhạt. Chắc chắn là các người vô lễ với Bác gia, khiến cho ngài ấy nổi giận. Còn không mau xin lỗi. Bác gia tha mạng. Ngân lượng của ta đâu? Chẳng lẽ anh hùng hội quán muốn quỵt tiền của người ta sao? Tuyệt đối không dám đưa thiếu Bác gia nửa quan tiền. Bây giờ mời ngài đến hàng xá, không biết có được không? Không biết nên gọi các hạ thế nào? Tiểu đệ tên là Phụng Nhất Minh. Giờ ta đổi ý rồi, muốn ở đây chơi thêm vài canh giờ nữa. Hay là hãy gọi cha của huynh tới đây gặp ta đi. Xưa này gia phụ không bao giờ dám thất lễ với bằng hữu giang hồ. Nghe nói Bác gia đến đây, gia phụ chỉ mong lập tức đến gặp. Nhưng không may là có vài vị ngự tiền thị vệ từ kinh thành đến. Gia phụ phải đón tiếp họ. Mong Bác gia thông cảm cho. Ngự tiền thị vệ quả là chức quan rất lớn. Chẳng may là Nhất Minh huynh có biết danh hiệu của tiểu đệ trên giang hồ không? Tiểu đệ hiểu biết ít, mời Bác gia nói. Huynh chưa từng nghe danh hiệu Bác Phụng Mao giết cẩu quan đánh ô lại ác nhân sao? Bác gia thật hài hước. Ngươi thật to gan. Miếng thịt Phụng Hoàng của ta mà ngươi cũng dám nuốt vô bụng. Trả thịt Phụng Hoàng lại cho ta. Các vị hảo bằng hữu, ta từ phương Bắc ngàn dặm xa xôi tới Phật Sơn của các người, đã mua một miếng thịt Phụng Hoàng ở chỗ Chung A Tứ Chung lão huynh, nhưng đã bị người ta lén ăn mất. Mọi người nói xem có nên đánh hay không? Không ai lên tiếng chứ gì? Vậy là nói ta không nói lý lẽ sao? Được, chúng ta hãy tới miếu Bắc Đế để nói cho ra lẽ. Bác Đế gia, người phải giải oan giùm cho tiểu dân. Tên này đã ăn thịt Phụng Hoàng của tiểu dân, nhưng những người khác đều nói là không nhìn thấy. Tiểu dân khổ quá. Cho hỏi các hạ là cao đồ của môn phái nào? Rốt cuộc thì Phụng mổ ta đã đắc tội gì với ngươi? Con trai ông đã ăn vụng thịt Phụng Hoàng của ta. Hôm nay ta phải mổ bụng của hắn ra để nhìn cho rõ. Cả đời Phụng mổ thích nhất là kết giao bằng hữu. Ta không quen biết các hạ. Tội gì phải vì một tên tiểu tử nhà nghèo mà làm tổn thương nghĩa khí giang hồ? Ông nói không sai chút nào.
Hôm nay chỉ cần ông trả miếng thịt phụng hoàng cho ta thì ta sẽ đi ngay. Ông thấy thế nào? Nói vậy là ta và ngươi chỉ định phân cao thấp bằng đau thương thôi. Nếu ngươi bỏ chạy thì cha ngươi sẽ đền mạng thay cho ngươi. Đại gia ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, đại danh đỉnh đỉnh, bác Phụng Mao giết Cẩu Quan đến ô lại ác nhân là ta đi. Nếu không nhổ được cọng lông phụng nào, nhổ vài cọng lông của mấy con gà con vịt thối tha cũng được. Mọi người hãy nhìn cho rõ. Ta học nghệ không tin, không có gì để nói, muốn giết cứ giết. Minh Nhi, cha. Phụng lão gia, rõ ràng con trai ông đã ăn vụng thịt phụng hoàng của ta, nhưng tất cả người ở Phật Sơn đều bao che cho ông. Ta có lý cũng khó nói rõ. Hôm nay chỉ đành dùng đao mổ bụng của hắn ra để cho mọi người nhìn rõ. Khoan đã, ông vẫn chưa phục sao? Người nào làm người đó chịu. Phụng mổ đã ép chết con trai của Chung A Tứ, khiến người phải ra tay giúp họ. Nhưng chuyện này không liên quan gì tới con ta. Phụng mổ sẽ tự kết liễu. Cha, xin người hãy tha mạng cho con ta. Bác đại hiệp, chúng tôi đã xin huyện quan đại nhân thả Chung A Tứ ra rồi, xin ngài hãy tha cho lão gia chúng tôi. Phụng lão gia, tiểu tam tử nhà chúng tôi đã cáo trạng ông trước mặt Diêm Vương gia. Diêm Vương gia đã nói ông đại phú đại quý, hậu phúc vô cùng, cho thả Chung A Tứ là lẽ đương nhiên. Còn mạng của tiểu tam tử thì ai đền mạng đi? Ta nói ta sẽ đền mạng. Xin hãy tha mạng cho con trai ta. Không, hãy giết ta đi. Người muốn trả thù cho người nhà họ Chung thì cứ mổ bụng ta. Hảo hán, cậu đã cứu mạng thê nhi của tôi, rửa oan cho cả nhà tôi, suốt đời tôi sẽ không quên. Mời đứng dậy. Phụng lão gia, hôm nay trước mặt của Bắc Đế gia, ông hãy nói một câu bằng cả lương tâm của mình. Đứa con trai nhỏ của nhà tôi có ăn trộm thịt ngỗng của ông hay không? Không có. Là ta đã sai. Ông đã sai. Phụng lão gia, ông hãy nói thêm một câu bằng cả lương tâm của mình. Ông kêu quan phủ bắt tôi, đánh tôi, ép chết con trai của tôi là vì miếng đất của tôi, có phải không? Có phải không? Nói. Đúng vậy. Giết người đền mạng. Ngươi cứ việc giết ta. Tên tiểu tặc tự xưng là bác Phụng Mao kia, ngươi có gan thì ra đây đến 300 hiệp với ngựa tiền thị vệ bọn ta. Đi đâu vậy? Tránh ra. Đằng kia kìa. Chẳng phải các người muốn đến 300 hiệp với ta sao? Sao nằm dài hết rồi? Đại gia tha mạng, là Phụng lão gia cho chúng tôi ngân lượng đóng giả thành thị vệ thôi. Chết rồi, trúng kế rồi. Yeah.
Phụng Thiên Nam. Phụng Thiên Nam. Phụng Thiên Nam. Phụng Thiên Nam, ngươi ra đây cho ta. Phụng Thiên Nam, người trốn cũng vô ích. Ta sẽ châm lửa thiêu rụi hang rùa của ngươi, coi ngươi có ra hay không. Cả hang rùa của mình cũng bỏ luôn. Bất kể đi đến chân trời góc biển, nếu không giết cha con ngươi để trả thù cho cả nhà họ Chung, thì hồ phía ta thề không làm người.